cả nhà đã quay lại với kênh Khám Phá Cùng Thái. Hôm nay Thái sẽ chia sẻ một món bánh chuối nướng nha cả nhà. Thì cùng vào bếp với Thái nha. Thì hôm nay Thái dùng ở đây là một nải chuối sứ, nó chín mùi luôn á. Mình chuẩn bị một cái khuôn, sau đó mình cho một ít bơ xuống dưới đáy khuôn và mình lót cái giấy nướng lên trên và mình cho mật ong lên. Rồi sau đó mình cắt chuối nha cả nhà. Thì chuối thì mình dùng chuối sứ cũng được mà mình dùng chuối trái bự, nói chung là mình dùng chuối gì cũng được. Thì chuối sứ thì nó chín mùi thì nó ngọt hơn, nó ngon hơn. Ở đây thấy dùng là 2 muỗng canh đường nâu á. Sau đó thấy cắt chuối ra và sắc miếng dài ra. Một trái chuối này thấy sắc khoảng 4 miếng và thấy nhúm qua đường nâu, sau đó thấy bỏ lên trên cái bỏ vô cái khuôn. Hôm nay có con gái mình muốn giúp mình á, nên chị muốn học với lại giúp mẹ để làm bánh. Rồi mình sắp cho nó đầy cái khuôn ở phía dưới luôn. Rồi sau khi mình sắp xong, bây giờ mình cắt chuối miếng nhỏ nhỏ ra để mình trộn với đường. Thì mình cắt lượng chuối này thấy cắt khoảng thấy chừa khoảng cỡ 5 trái chuối lại để một chút xíu bỏ lên trên mặt cả nhà. Còn bao nhiêu thì cắt nhỏ ra hết. Món bánh này thì mình khi nào mình có tiệc hay mình làm đi tiệc á, thì mình làm món bánh chuối này cũng rất là ngon cả nhà. Thường á, người ta thường làm bánh chuối nướng á, thì người ta làm bằng bánh mì, nhưng mà Thái không làm bánh mì nha. Thái sẽ chia sẻ cái cách này là Thái làm bằng bột nha, Thái không làm bằng bánh mì. Sau khi mình cắt chuối nhỏ hết rồi, bây giờ còn cái số đường còn lại hồi nãy mình nhúng chuối để mình để dưới phía dưới khuôn á, bây giờ mình bỏ cái số đường đó vô hết luôn và mình trộn cái chuối này lên để cho nó thấm, nó ra mật chút xíu đường ra mật ấy. Rồi sau khi mình làm chuối xong rồi mình tới phần bột nha cả nhà. Thì ở đây Thái có là 100 g bơ. Bơ này Thái dùng bơ không muối. Sau đó mình để ở ngoài cho nó tan cũng được. Còn không mình có thời gian thì mình bỏ vô microwave khoảng cỡ 30-40 giây gì thì nó sẽ tan ra. Và Thái bỏ vô đây là 100 g đường nâu với nửa muỗng cà phê muối. Và mình với 4 cái trứng nha. Con gái muốn đập trứng vô nhưng mà không không biết làm sao đập vô hết, đập nó bể và không lấy vô được. Thì mình làm với con mình cũng vui lắm cả nhà, tại vì mùa dịch này đi các con ở nhà rất là nhiều thời gian á, học cũng là học ở trên online, cũng không có đi tới trường được, nên thời gian rảnh thì mình làm bánh hay làm cái gì đó để cho các con nó giúp mình. Rồi xong rồi mình trộn đều cái hỗn hợp này lên. Và bây giờ mình bỏ vô đây là 1 muỗng cà phê vanilla nước đó cả nhà. Cho nó thơm, nó bán cái mùi trứng đi. Và bây giờ mình dùng bột nha, mình trộn bột. Ở đây là mình dùng bột mì số 8 đó cả nhà. Ở đây mình thấy dùng là 200 bột mì, xong thấy dây qua một cái dây để cho bột nó mịn, với lại một lát mình nướng bánh nó xốp cái bánh đó cả nhà. Rồi và tiếp theo ở đây thấy dùng là bột almond á, ta xay ra và
mình bỏ vô đây là 100 gram nha cả nhà. Mình không, bột này mình không cần lược đâu, tại vì bột này nó có cái giống như cái xác của cái đậu này đó, cái đậu ở mình á. Rồi sau đó mình bỏ vô đây là bột nổi đó, mình bỏ vô đây 8 gram nha, 8 gram bột nổi. Bữa nay hình như cả nhà thấy cái giọng thái nó khác khác không, hình như mình muốn cảm đó cả nhà. Cái giọng nó không được thanh lắm nha, sorry cả nhà nhiều. Rồi mình trộn bột nó lên, sau đó mình đổ cái hỗn hợp bơ vô, mình đổ vô rồi mình đánh đều cái bột này lên. Sau khi mình trộn bột xong là mình cho chuối vô luôn nha. Thì sau khi mình cho chuối vô luôn thì mình chuẩn bị, thấy có chuẩn bị là 200 gram dâu ua đó cả nhà. Dâu ua này, dâu ua tự Thái làm luôn. Rồi mình cho nó vô đây là 200 gram đó cả nhà. Mình cho vô trong cái hỗn hợp chuối với bột này luôn. Xong mình đánh thật là đều. Mình đánh thật đều xong rồi mình mới đổ vô khuôn nha cả nhà. Thì khi mà mình làm bánh nướng thì lúc nào mình cũng phải mở cái lò cho nó nóng trước nha. Rồi khi mình làm xong là cái lò nó nóng rồi là mình có mình nướng luôn. Ở đây thấy dùng thêm 20 gram dừa khô đó cả nhà. Dừa này nó sấy khô rồi. Đó, rồi mình bỏ vô đây mình trộn luôn. Sau khi mình trộn xong rồi mình đổ vô khuôn nha. Rồi mình đổ bột vô khuôn xong hết rồi, bây giờ còn chuối để mình cắt ra rồi mình xếp lên bề mặt á. Thì xếp chuối lên thì mình muốn cắt dài cắt tròn gì cũng được, mình muốn cho đẹp thì mình làm màu mè chút xíu. Đó, thấy sắp thấy cắt dài rồi, thấy sắp lên trên mặt gì vậy nè, rồi thấy sắp hết lên luôn. Còn xong đó, sau đó thấy giải một ít đường nâu á, mình giải lên để một lát mình nướng cho cái bánh nó có màu nó đẹp á cả nhà. Và mình giải xong rồi mình đem đi nướng nha cả nhà. Ở đây thái nướng là 350 độ F, thì mình nướng là 60 phút nha. Sau khi 60 phút mình nướng xong thì mình mở cái lò lên, nó nướng cái lửa phía trên đó. Mình nướng lửa phía trên khoảng cỡ 3 phút nữa là cho cái mặt bánh nó chín, nó vàng lên. Rồi khi mà nó chín xong rồi mình lấy nó ra và mình cho một chút xíu bơ tan chảy với một chút xíu mật ong, mình trộn đều lên và mình trét lên cái mặt bánh để cho được cái mặt bánh nó được bóng và nó thơm á cả nhà. Và mình trét lên xong là mình để cho thật là nguội nha. Cái bánh này nó nóng là mình không có lấy ra được, nóng lại thì nó mềm á. Mình để cho thật là nguội khoảng cỡ 2 hoặc 3 tiếng thì cái bánh nó nguội. Mình mới lấy nó ra được. Đó, thì khi bánh nguội thì ở ngoài cái mí phía khuôn á thì nó dột lên á, thì mình sẽ lấy bánh ra dễ dàng hơn. Và mình lấy bánh ra rồi mình thưởng thức thôi nha cả nhà. Đó, mình cắt ở trong ra rất là ngon nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Và hẹn gặp lại cả nhà trong video tới. Bye bye.